Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Tuyên, mình đến từ HTD Research. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Và trong ngày hôm qua, ở thị trường cryptocurrency của chúng ta thì chúng ta cũng được nghe khá là nhiều những cái tin tốt về thị trường. Về tin thứ nhất đó là hệ Arbitrum thông báo airdrop thì chứng tỏ họ sắp ra cái đồng token ARB rồi đúng không các bạn? Và cái tin thứ hai cũng cực kỳ hot không kém, đó là sàn Binance họ thông báo Launchpad, cái đồng crypto 30 của họ với cái tên là SpaceID. Thì nhìn trên màn hình của mình đây thì các bạn cũng đã thấy đây là cái trang chủ Twitter của Binance, thì họ cũng đã thông báo cách đây 15 giờ trước, và ngay sau đó thì CZ là chủ sàn của Binance cũng đã share tin này trên cái trang chủ Twitter của anh ấy. Và như chúng ta cũng đã biết thì bản thân chúng ta khi mà tham gia vào thị trường đầu tư crypto này thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến những cái đồng Launchpad của Binance đúng không? Bởi vì rất nhiều đồng Launchpad trước đó đã khá là thành công, cũng như là giúp rất là nhiều người ích tài sản ở thời gian trước đó, nên là cứ mỗi một lần Launchpad thì hầu như là các con của sàn Binance này họ lựa chọn đều là những đồng crypto rất là ngon và có tiềm năng ích tài sản ở trong tương lai. Vậy thì đến đây sẽ rất là nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy SpaceID này nó là gì? Thì trong cái video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về SpaceID này các bạn nhé, và quá trình để tham gia Launchpad ra sao, cũng như là giá bán ở trong cái vòng ICO của họ như thế nào để cho chúng ta có cái định giá cụ thể khi mà mua đồng token này với giá như thế nào để chúng ta dễ dàng kiếm được lợi nhuận các bạn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về SpaceID. Thì đây là cái trang chủ website của SpaceID này các bạn này. Và nếu các bạn muốn lấy cái link website chuẩn ấy thì các bạn nên vào trang CoinMarketCap, các bạn gõ tìm kiếm SpaceID này thì nó sẽ ra đồng này. Thì hiện tại nó chưa lên sàn nên chưa có giá, nên hiện tại bây giờ nó chưa có cap ở đây, cũng như là chưa có các thông tin, nhưng mà ở đây nó sẽ có thông tin về website. Các bạn có thể là click vào đây, là vào website này, click vào đây là Twitter, thì để tránh các bạn tìm nhầm những cái địa chỉ đến với các dự án khác mà không phải là dự án SpaceID thật nữa các bạn nhá. Ok, thì đây là cái website của trang SpaceID này. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái .bnb này, .arb, .eth, thì chắc nhiều người cũng đã hình dung được một phần rồi đúng không? Thì ngay bây giờ mình và các bạn tìm hiểu xem SpaceID là gì các bạn nhá. Thì SpaceID là nền tảng đăng ký tên miền trên hệ BNB chain, và hiện tại đây là cái dự án tên miền tiên phong trên hệ BNB. Và như các bạn cũng đã biết ấy, khi mà chúng ta tham gia vào thị trường crypto này, chúng ta luôn có những cái địa chỉ ví ấy, thì chúng ta thấy nó rất là nhiều những cái ký tự số và chữ nó rất là dài. Thì chính cái điều này làm cho mình và các bạn cũng không thể nào mà nhớ được cái địa chỉ ví của chúng ta. Thì khi đó thì SpaceID nó ra đời, thì với những cái địa chỉ ví mà phức tạp mà như chúng ta đang sử dụng thì sẽ được chuyển thành một cái địa chỉ nó đơn giản hơn và dễ nhớ hơn theo cái cấu trúc đó là xxx.bnb hoặc là .arb hay .eth này, thì để cho chúng ta dễ dàng sử dụng và dễ dàng nhớ các bạn nhé. Thì bên cạnh đó thì SpaceID này nó cũng hướng tới cung cấp cho người dùng một cái danh tính duy nhất cho tất cả các mạng blockchain khác nhau. Và SpaceID này nó cũng cho phép chúng ta kết nối cái tài khoản Twitter, email hay là Facebook của chúng ta với các nền tảng web 2 chúng ta đang sử dụng, kết nối với các nền tảng web 3 các bạn nhé. Ok, thì các bạn đã hiểu về SpaceID nó là gì và làm về gì rồi, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem cái đặc điểm của SpaceID này nó có những cái gì nổi bật. Về cái đặc điểm thứ nhất, nó có một cái tên miền dành cho tất cả các mạng lưới. Thì SpaceID này nó hướng tới hỗ trợ người dùng đăng ký và sử dụng một cái tên miền duy nhất cho rất là nhiều các blockchain khác nhau này. Mình lấy ví dụ mình tên là Tuyên, thì mình có thể sử dụng cái tên của mình để sử dụng ở trên BNB, Ethereum, Cosmos hay là Arbitrum, và các bạn cũng vậy nhá. Ví dụ như các bạn sử dụng tên của các bạn thì các bạn có thể sử dụng ở trên rất là nhiều các hệ như mình vừa nói á. Về cái đặc điểm thứ hai thì nó có tính khả dụng và cái tính bảo mật khá là cao. Về cái đặc điểm thứ ba thì các tên miền của nó thì có những cái cấp bậc khác nhau các bạn ạ. Vì ví dụ như là các bạn có thể giới thiệu bạn của các bạn thì nó sẽ có những cái bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 ấy. Thì tí nữa mình có chia sẻ cho bạn tham khảo một chút nhá. Và cái SpaceID này nó hỗ trợ kết nối giữa web 2 và web 3, thì đó là cái đặc điểm thứ tư của nó. Và cái đặc điểm thứ năm của nó thì nó cho phép các dự án NFT tích hợp ở trên SpaceID này
Và đặc điểm thứ 6 thì nó có cái bộ SDK dành cho tất cả các trên. Thì như các bạn cũng đã biết này, thì với việc nó sử dụng cái bộ SDK này thì nó sẽ giúp cho những cái nhà cung cấp cũng như là các nhà phát triển dễ dàng xây dựng và kết nối với lại Space ID một cách dễ dàng hơn. Nó giống như cái khả năng mở rộng ấy. Đó thì các bạn cũng đã hiểu rồi đúng không? Ok, và trong cái video ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu qua về dự án để cho các bạn đánh giá được. Mình sẽ làm một cái video nữa để phân tích sâu về dự án này. Trong cái video này á, mình sẽ giới thiệu qua về dự án cũng như là xem cái cách để các bạn tham gia Lopat này, cũng như là cái giá tokenomics của họ bán là bao nhiêu và dự trù giá là bao nhiêu. Còn đâu ví dụ như các bạn đăng ký tên miền theo đuôi này thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách kết nối ví này, cũng như là cách đăng ký tên miền ở đuôi này. Và kéo xuống dưới này thì chúng ta cũng đã thấy đây là cái đội backer hỗ trợ phát triển dự án. Nhìn đập vào mắt chúng ta đây luôn là thấy Binance Lab. Thì chắc chắn là một cái dự án Lopat thì phải có Binance rồi. Đó, và cái thứ hai đó là Polychain Capital này cũng là một cái quỹ đầu tư nó rất là lớn. Và thứ ba đó Bullish Lab và DAO này. Nếu mà các bạn muốn đọc những cái tin tức mới nhất về Space ID thì các bạn cũng có thể đọc ở đây này. Ví dụ như là đây ngày mùng 7 tháng 2 tháng trước ấy thì ở đây họ có thông báo là huy động được 10 triệu đô ở trong cái vòng mới nhất từ quỹ Polychain Capital và DAO 5. Và trong cái phần này thì họ cũng có mô tả dự án của họ phát triển như thế nào và số lượng người đăng ký cũng như là số lượng cung cấp tên miền trong vòng 6 tháng qua như thế nào này. Và cũng như là ở đây họ giới thiệu dự án của họ thì cũng đã kết nối với lại hơn 100 đối tác, ví dụ như có BSC Scan hay là Church Wallet này. Và ở đây họ cũng nói luôn trong một tháng vừa qua thì Space ID của họ thì cũng nâng cấp lên phiên bản Space ID 2.0 và cũng như là kết hợp với lại ARB.ID để xây dựng và phát triển hệ sinh thái của họ. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì họ làm rất là nhiều như thế ở trong cái tháng 2 và nó có rất là nhiều những cái tin tức mới như vậy, nên là ngay sang tháng 3 thì Binance họ đã Lopat vào cái đồng này. Thì nếu mà các bạn đọc tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể vào website của dự án để các bạn đọc sâu hơn về cái dự án nhé. Ví dụ như ở đây các bạn muốn xem ví dụ hơn 100 partner kết hợp phát triển dự án ấy thì các bạn có thể vào mục này. Đó, vào đây thì các bạn thấy này, có rất là nhiều những dự án lớn cũng đã là đối tác của họ, ví dụ như là BNB Chain hay là Galaxy hay Multicoin cũng như là Church Wallet Chainlink này. Đó, rất là nhiều những cái dự án lớn đô thì các đối tác của họ hơn 100 đối tác rồi, rất là lớn đúng không? Ok, và ở trong mục bên này thì các bạn cũng có thể đọc thêm một số những cái thông tin, ví dụ như là ở đây các bạn có thể giới thiệu những người bạn hay là những người mà sử dụng tên miền .bnb á, thì các bạn có thể được những cái hoa hồng lợi nhuận khi mà các bạn giới thiệu. Ví dụ như là ở đây mức đầu tiên, ví dụ các bạn giới thiệu từ 0 đến 30 người thì các bạn được 5% này, trên 30 người là các bạn 8% và trên 100 người là các bạn được 10% và trên 600 người là các bạn được 15%, tối đa là được 15% các bạn. Ở dưới này thì là đây là cái mà họ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cũng như là tạo tên miền cũng như là giới thiệu theo cái đường link của bạn, để những người mà đăng ký theo đường link của bạn ấy, dự án họ sẽ kiểm soát được là bạn giới thiệu để họ có những cái phần trăm hoa hồng cho bạn là người giới thiệu các bạn nhé. Đó, ngay cả ở đây thì nó cũng hướng dẫn những cái cách để đăng ký tên miền, ví dụ chấm đuôi BNB. Và cái cách đăng ký tên miền thì mình sẽ làm ở video sau, ví dụ như ở những cái phần này này, mình sẽ làm một cái video cụ thể, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách kết nối ví cũng như là cái cách đăng ký tạo tên miền của các bạn ở trên này các bạn nhá. Mình sẽ chia sẻ sâu hơn. Còn trong cái video này chúng ta quan tâm nhất đó là sự kiện Lopat đúng không? Đây, ok, mình sang trang chủ của Binance và mình vào trong cái mục Lopat thì ở đây họ giới thiệu dự án Space ID là dự án họ Lopat đây, và cái giá bán cho vòng họ mua Lopat ấy, đó là một ID nó là 0,025 USD các bạn nhé, và tổng cái mã thông báo mà Binance Lopat đó là 100 triệu token ID này. Và đây thì họ cũng cung cấp giới hạn cho những người sử dụng là khoảng 600.000 ID nữa các bạn nhé. Đây thì ở đây họ cũng có giới thiệu về dự án Space ID, các bạn có thể đọc những cái tính năng nổi bật thì vừa nãy mình có chia sẻ với các bạn ấy. Thì ok, kéo xuống dưới này thì chúng ta tìm hiểu xem tokenomics của Space ID này. Thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy này, tổng cung của cái dự án này nó là 2 tỷ ID, khá là nhiều đúng không? Và bán cho Binance Lopat là
2.500.000 đô, tương ứng với lại khoảng 5%. Và tổng cái nguồn cung lưu thông ban đầu ấy, tức là cái security supply là tổng cung mà khi mà list lên sàn và bán mã thông báo lúc ban đầu nó là 14.3%, các bạn nhân với lại tổng cung là 2 tỷ thì nó sẽ tương đương với lại khoảng 280.600.000 gì đó, thì các bạn có thể áng chừng khoảng đó. Và cái giá bán cho vòng Binance Lopat là giá 0.025 đấy, thì nhìn vào đây thì các bạn cũng đánh giá được phần nào về giá của nó sẽ list sàn rồi đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta đã có cái giá bán vòng Binance Lopat để mà đánh giá được cái mức giá mà để cho chúng ta có thể mua và kiếm được lợi nhuận. Thì bây giờ chúng ta phải đánh giá theo một số những cái tiêu chí. Thứ nhất, mình và các bạn cùng tìm hiểu xem một cái dự án mới đây họ Lopat mới nhất, đó là dự án Hook Protocol. Thì với cái dự án Hook này này, thì tổng cung lưu thông của nó là có 50 triệu đồng hút thôi. Còn đâu với dự án Space ID này này, với 14.3% cung lưu thông thì nó sẽ rơi khoảng 280 mấy triệu đồng ID đó. Thì như hút với lượng cung lưu thông ban đầu như vậy thì giá lúc nó mới lên nó rơi vào khoảng từ 22 đến lại 2.7 đô, thì khi đó thì cái cap của hút này nó rơi vào khoảng 100 đến 120 triệu nhá. Thì còn bây giờ tổng cung của chúng ta nó sẽ gần 300 triệu như thế. Thì nếu mà bây giờ với giá 1 đô, với giá 1 đô thì cái cap của nó sẽ lên đến khoảng 280 mấy đến gần 300 triệu, nếu mà lên khoảng 1 đô hơn 1 đô. Vậy là khá là cao đúng không? Cái con hút này nó lên đỉnh điểm cao nhất là khoảng 3.8. 3.8 thì nhân với lại 50 thì đầu hút này cap của nó lên cao nhất nó khoảng gần 200 triệu. Đó, thì bây giờ chúng ta phải tính thực tế lên cho là cái dự án mới của chúng ta nó có nhiều cộng đồng hơn cũng như nhiều người quan tâm hơn thì cái tổng cung của nó cũng chỉ lên đến khoảng từ 250 đến 300. Vậy là cái giá cao nhất theo mình đánh giá có thể nó lên khoảng 1 đến 2 đô. Nên là với mức giá đó thì các bạn chưa nên FOMO mua để cho nó xả đã các bạn nhá. Và để so sánh giá tiếp, mình so sánh một con hàng nó làm về tên miền tương tự như con này xây dựng ở trên Ethereum là con ENS. Thì khi mà có thông báo đó là Binance Lopat Space ID làm về tên miền thì giống y như con này, thì con này nó cũng đã tăng trưởng rất là mạnh, tăng trưởng 15% trong 24 giờ qua. Đó, thì cũng nhờ cái tin tức Lopat về dự án Space ID đấy các bạn. Thì các bạn thấy đó là cap của nó bây giờ là 295 triệu, range của nó đã là 122 rồi. Vậy thì nếu mà bây giờ so sánh cap của Space ID nó rơi vào bằng cap của con này đi, thì giá của Space ID nó rơi khoảng 1 đến 1.2 đô. Vậy thì chúng ta cũng đã có được một cái mức giá để cụ thể rồi đúng không? Nhưng mà cái này nó chỉ là phân tích trực quan thôi nhá, nó còn phải phụ thuộc vào giá của Bitcoin nữa. Ví dụ như Bitcoin nó sập xuống từ 19 đến 22 chẳng hạn thì cái cap của nó sẽ nhỏ hơn, thì khi đó cái giá của nó cao nhất có thể rơi vào từ 0.7 đến 1 thôi, nó chứ không phải 1 đến 2 được. Còn đâu nếu mà giá của Bitcoin mà nó dưới 18 chẳng hạn thì cao nhất của nó chỉ rơi vào khoảng 0.4 đến 0.7 thôi. Các bạn ngoài định giá theo giá trị cap của nó ở trong cái thời điểm hiện tại, nó còn phải phụ thuộc vào Bitcoin nữa. Còn theo mình nhá, nếu là mình sẽ đầu tư con này để mà có lợi nhuận và đảm bảo an toàn cho chúng ta ấy, thì mình sẽ bắt đầu tìm hiểu và có thể là mua dần con này khi mà giá của nó ở khoảng dưới 0.7 đô trở về dưới, mình sẽ đi CA dần. Chắc chắn là cũng sẽ không bắt được đáy đâu, nhưng mà nó sẽ đảm bảo chúng ta ít bị thua lỗ hơn. Thường thường nó xả sau nó sẽ có một cái sóng tăng trưởng thì chúng ta sẽ ăn theo cái sóng ngắn hạn đó. Thì các bạn cứ nhìn vào con hút này, này thì nó ra nó cũng bị xả tương tự như kiểu vậy. Và ngoài ra các bạn có thể tham khảo con Optimism ấy cũng ra, nó cũng xả từ mức gần 2 đô về đến khoảng 0.403, sau đó thì nó cũng tăng trưởng lên rất là mạnh đó. Và đặc biệt con Aptos nữa, trong thời điểm trước thì nó cũng airdrop rất nhiều thì nó cũng xả về giờ khá là sâu, sau đó thì nó cũng đã x lên mấy lần. Thì cơ bản là những cái con mà nó mới ra nó sẽ đi cái đường giá nó xem nhau, thì các bạn có thể cân đối nhé. Ok, thì cái phần cuối cùng thì mình muốn chia sẻ với các bạn có thể đăng ký tham gia Binance Lopat này. Thì trước giờ các bạn cũng biết đó là để mà tham gia Binance Lopat thì các bạn phải có đồng BNB. Thì khi mà có thông tin Lopat ấy thì cái đồng BNB này nó cũng dựng cột, nó cũng tăng lên rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua đúng không? Thì cái đồng Space ID này họ sẽ tiến hành Lopat trong vòng từ 5 ngày, đó là từ ngày 17 tức là ngày hôm nay đến ngày 22 các bạn nhé. Trong cái thời gian này họ
họ xem các bạn có chứa bao nhiêu BNB. Ví dụ các bạn có nhiều thì các bạn có thể được phân bổ nhiều, hoặc là nó sẽ lấy số lượng trung bình BNB của các bạn trong 5 ngày đó, sau đó nó sẽ phân bổ cái đồng Space ID này cho các bạn. Nếu mà các bạn có sẵn BNB thì có thể là các bạn dễ dàng hơn. Còn đâu trong cái thời điểm này này, khi mà có thông tin thì đồng BNB nó cũng đã bay rồi, nên là nếu mà chúng ta mua ở cái thời điểm này để chúng ta tham gia Lopat thì nó cũng rất là dở, bởi vì là chúng ta đã bị thiệt mất khoảng 10-15% so với những người mua trước rồi. Vậy là chúng ta tham gia Lopat thì chúng ta cũng được thường thường được không nhiều đâu các bạn ạ. Đó thì mình chia sẻ cho các bạn thấy để các bạn nắm được. Còn đâu là cách đầu tư hay là cách phân bổ hay cách tham gia của mỗi người là khác nhau. Còn mình thì mình cũng trước đó mình tham gia Lopat mấy lần, nhưng mà nó được ít quá nên là mình cũng không ham hố nữa. Bây giờ mình sẽ dựa vào mỗi đồng, sau đó ví dụ như giá nó xuống đến cái target mà mình mong muốn thì mình bắt đầu mua gom vào, sau đó nó luôn luôn có một cái sóng đẩy đó các bạn nhá. Thì ở đây các bạn khi mà tham gia đăng ký này này thì ở đây nó có 4 cái giai đoạn, đó là chuẩn bị và đăng ký và cái thời gian tính toán và phân phối cái mã thông báo. Thì các bạn có thể vào trang chủ của Binance, đây các bạn vào đọc cái thông tin này các bạn nhá. Và đây nó đưa ra cái lịch trình rất là cụ thể này. Ví dụ thời gian đăng ký đó là từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 22 tháng 3 này. Còn đâu thời gian mà chuẩn bị là 5 ngày như mình vừa nãy mình chia sẻ, nó sẽ dựa vào đồng BNB của bạn có trong ví hoặc trong cái sàn của các bạn ấy. Và cái thời gian tính toán thì nó là từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 22 tháng 3 và nó phân phối cũng vào ngày 22 tháng 3 sau 10 giờ các bạn nhá. Đây giờ UTC ngoài giờ mình nhất thì các bạn căn để các bạn tham gia. Ok, và video chia sẻ về dự án Lopat thứ 30 Space ID của mình đến đây là kết thúc. Và mình chỉ có muốn nói với các bạn một điều, đó là hầu như tất cả những cái dự án mà Binance Lopat là họ cũng đã đánh giá và có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Hầu như là các dự án đều có sản phẩm và có khả năng phát triển ở trong tương lai. Bởi vì đội ngũ support của Binance họ cũng phải đánh giá là một dự án tốt, nó còn liên quan đến uy tín của họ. Cái điều quan trọng là chúng ta tham gia đầu tư, chúng ta tìm được cái vị thế tốt như thế nào để kiếm được cái lợi nhuận từ cái dự án đó như thế nào thôi các bạn nhá. Ok, và video đánh giá về Space ID của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì hãy cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và đây là kênh YouTube Crypto News của mình. Trong kênh của mình thì mình làm rất là nhiều những cái dự án hay để cho các bạn hold trong năm 2023 cũng như là năm 2024. Và mình luôn luôn cập nhật rất là nhiều những cái tin tức về Bitcoin cũng như là tin tức mới nhất của thị trường để các bạn hiểu về thị trường crypto nhiều hơn các bạn nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.